được. Nên là phải đợi các ông ý cho các ông đi nhờ hai ông. Đáng lẽ tôi định tôi cả chiều nay tôi cảm giác này thì chẳng Hùng Vương thành phố Việt Trì vào 19:30 tối nay. Hội chợ mở cửa từ tối nay ngày 29/11 đến hết ngày 5/12 tại quảng trường Hùng Vương. Tối nay thứ sáu ngày 29/11, tức mừng khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại Việt Trì 2019. Hội chợ tổ chức tại quảng trường Hùng Vương thành phố Việt Trì khai mạc vào 19:30 tối nay với quy mô. Bây giờ nhà làm có tiền không? Cái sơn ba cái nữa ở đây bảy cái rồi. Không, tôi luôn lấy đồ kho cái tiền không được. Không thì anh ngồi đó lên trên này. Năm mấy anh làm năm mấy đây lấy chưa mà? Đỡ tối nay là lên rồi tối này có rồi. Anh ngồi đây nhá. Cuối giờ ra mà. Ờ. Đấy đó. Anh chỉ bảo ra mà hai cái chị của anh là 6 trong này. Đây. Mình ra lấy cái tủ kia. Ờ. Có gì em
Chú giúp quay nhờ cái này nhé. Cửa hàng này lại chuyên bán những cái tinh xảo nhỉ. Toàn những cái kiểu lũa à. Toàn đồ đẹp đó nhỉ. Kể ra so bây giờ là rẻ đấy. Bây giờ đời sống nó đi lên rồi. Ngày xưa thì bảo ấy chứ bây giờ thì chơi được. Đó. 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 Đ